trân trọng giới thiệu chính Phát sẽ bổ chính hai cái góp ý thêm về hai cái câu giảng của Đức Thầy. Nay Dương Trần gặp buổi mưa ngâu, phải sớm hứng giọt sương đông hạ. Xin mời quý vị chúng ta. Thì chính Phát quý vị cũng đã biết ha, đây là cũng chuyên về, cũng nghiên cứu về nho, nho cái hiểu biết về nho, cũng hiểu biết về cái trong cái rút về trong cái giáo lý của Đức Thầy, cũng nghiên cứu nhiều năm, nghiên cứu cũng hiểu biết cũng rất là khá. Thì xin trân trọng kính mời anh Chính để gặp gỡ bổ chính thêm trong cái ý nghĩa của giáo lý Đức Thầy. Tại vì giáo lý của Đức Thầy quý vị rất là thâm sâu huyền diệu, cái lời của ông Phật thì cái lời cũng như là một cái rất là nó rộng như cái biển gì đó vậy. Cái lời hiểu chúng ta cũng như là một cái gầu một nước, cho nên Đức Thầy cho chúng ta biết rằng đó là đạo lý tầm sâu sâu chẳng cạn, tìm hoài nó không cùng tận, cho nên chúng ta càng tìm hoài thì cái ý nó càng sâu. Cũng như chú Hai thấy không, quý vị giải qua quý vị thấy cái ý nghĩa chưa chính thôi là nó rất là sâu xa, thấy chú trình bày hoài thấy nó không hết ý nữa đó. Và hôm nay xin mời anh Chính để tiếp cho bộ chính thêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chư hết kính thưa anh Hai, anh Sáu, chủ tịnh thất và kính thưa chư quý vị đồng đạo chung đoàn để phát quà cho anh em đồng đạo nơi đây. Thưa quý vị, thì nãy giờ anh Hai cũng chia sẻ qua giáo lý của Thầy, cũng nhằm gọi là đáp lại với cái thâm tình của quý vị. Thì giờ đây tiếp thì chúng tôi thì cũng có gì hơn lên để bổ chính qua cái đề tài của anh Hai. Bây giờ anh Hai nói cái đó mà tôi mới nảy lên được cái ý. Hồi trước giờ tôi hiểu cái bài này đó mà mình hiểu không biết có đúng hay không. Mà hôm nay nghe anh trình bày qua cái ngày đáng sanh của Đức Thầy và trùng hợp với cái ngày sanh của Đức Phật Thích Ca và ngày đáng sanh cái giai Dương Trần gặp buổi mưa ngâu phải sớm hướng giọt sương đông hạ đó, thì thấy hai cái này chỉ trùng hợp giống với cái bài của Đức Thầy mà chúng ta hiểu. Thì hôm nay xin trình bày để chia sẻ cho quý vị cùng hiểu với chúng tôi, nếu có điều chi sai sót, thiếu sót thì quý vị bổ chính thêm nha. Chứ tôi thấy nãy giờ anh trình bày thì qua cái bài mình hồi đó thì mình coi mà không có hiểu. Hôm nay anh triết lý từ cái ngày tháng năm sanh của Đức Phật, Đức Thầy thì thấy nó trùng hợp trong một cái tôn giáo, một cái nền đạo mà hôm nay chúng ta đã hưởng được trong cái xuất pháp đó. Thì thấy trong cái phần cuối của phần giảng khoa một lục đó, Đức Thầy có hai cái bài, một cái bài gọi là cái tựa là không không. Trong đó có 4 câu mà mình viết 2 câu thôi. Thì tôi viết luôn rồi, viết đó luôn rồi. Vậy bao chiếc này.
Thì quý vị thì giờ chúng tôi chốt lại cũng như anh hai anh Chiết Lý giống như kinh. Hôm nay chúng tôi chốt lại giống như là kệ. Để rồi giảng qua cái bài không không này, trước kia chúng tôi có đọc qua nhưng mà chưa hiểu nghĩa, không biết có chính xác hay không. Hôm nay nhờ anh hai trình bày qua Chiết Lý từ nãy giờ thì mình thấy trong này nó có trùng hợp. Thì trong bài không không của thầy có bốn câu gọi là đại đạo giáo dân dân bất chi, thì khai năng bạch phát đãi hà thi, công danh phú quý chung vần mộng, kỳ cá miên quy thố nhất kỳ. Thì đây bản hồi nhỏ chúng ta chỉ viết một câu để mấy câu sau mình dễ hơi ngoài. Vậy thì đại đạo thì ở đây muốn nói là hồi nãy có đồng đạo nói đó là Maha là rộng lớn đó. Thì cái đạo Phật gọi là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa đó, gọi là Maha là rộng lớn. Thì ở đây Đức Thầy giới thiệu cho mình biết là đại đạo là cái đạo lớn và cũng là nguồn gốc cái suối, cái chân truyền của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, gọi là đại đạo. Đây là chữ đại đạo. Đây là chữ giáo. Chữ giáo đây là lão, rồi đây là đứa nhỏ đang quỳ đây nghe ông già thiết dạy biểu, thành ra là chữ giáo là dạy. Đây thì chữ dân, dân là dân, dân là chúng sanh mình đó, đại diện cho là chúng sanh của mình đây, gọi là dân. Rồi dân bất chi, thiếu chữ bất cái gì. Chữ bất, đại đạo giáo dân, dân bất chi. Có nghĩa là Đức Thầy đem cái đạo lớn xuống dạy cho dân mình mà dân không biết. Bất là không, chi là biết. Tức là dân không biết cái đạo lớn, không biết cái suối nguồn pháp của Đức Phật Thích Ca. Cho nên anh hai ảnh mới chiết lấy hai câu đó. Hai câu nãy thì mình mới thấy là đây là cũng là cái nguồn suối pháp của Đức Phật Thích Ca từ truyền thừa, từ hồi thế kỷ thứ sáu. Trước chân nguyên thứ sáu, Đức Phật Thích Ca đã đi tu tìm đạo ra non tiết rèn ra bát chánh kìa. Hôm nay cho nên thấy Đức Thầy, Đức Phật mới truyền tới Đức Thầy, Thầy mới rút gọn lại. Gọn là gọi là kệ như anh đã nói, thì Thầy mới dạy lại cho mình. Thì đó là anh hai Chiết Lý, còn đây chúng ta lấy văn tự của Đức Thầy để chứng minh. Thì đây là cái đạo lớn của Đức Phật Thích Ca mà Đức Thầy đem xuống, truyền thừa xuống dạy cho mình mà mình không biết. Đó Thầy dạy đây, Thầy mới nói vậy. Rồi khai năng bạch phát đãi hà thi. Kế là khai năng, là khai là mở, năng là tài trí, chữ năng đây muốn đại diện cho trí tuệ sáng suốt. Khai năng bạch phát tức là phát triển đi những cái tốt đẹp, cái trong sáng gọi là bạch phát. Đãi hà thi, đãi là chờ đợi đến ngày để chúng ta thi cuộc. Như hôm nay đó, quý vị chúng ta đây cũng gọi là đang thi đó quý vị. Những người đồng đạo của chúng ta hôm nay mà học giáo lý của Đức Thầy thời kỳ này mình cũng đang thi đó. Nội chống với các cái con bệnh dịch đây cũng gọi là mình thi rồi đó, thi công đức. Nhờ chỗ ấy mới thi công đức, chốn liên đài phải bát ngát mùi hương, nhờ chỗ ấy mới thi công đức. Nhờ anh em chúng ta có cúng lại từ đó giờ hưởng những cái mùi hương bát ngát của sớm chiều. Hôm nay mình nhờ cái công đức đó để mình vượt qua những cái khổ khó, chẳng những vượt qua mà mình còn lấy đi để cầu cho quốc thế dân an, cầu cho tất cả những người bệnh tai qua nạn khỏi. Thì cái đó là mình đã hưởng được cái nguồn xuất phát từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là đại đạo truyền xuống hôm nay tới giờ này. Giờ khai năng bạch phát đãi hạ thi. Rồi câu sau Đức Thầy mới nói cho mình biết là công danh phú quý chung hoàng mộng. Thì công danh phú quý thì quý vị biết rồi. Cái những người mà công hầu khanh tước, những người mà chạy theo danh lợi tình, thì ở đây Đức Thầy cho là giống như cái tuồng mộng thôi. Giấc mộng đam kha, khéo bất bình, bừng con mất dậy thấy mình tay không. Thành ra chạy theo danh, theo lợi, theo tình, thì rốt cuộc rồi nó cũng là ảo mộng mà thôi. Nhưng nó cũng không có bền vững tồn tại, cho nên Đức Thầy giới thiệu chung hoàng mộng, tức là chung cuộc lại nó cũng như một giấc mộng, một giấc chiêm bao. Khi mình ngủ mình chiêm bao, mình thấy mình đi đâu có nhà cửa, có xe cộ, nhưng thức giấc gì không có gì hết, nằm trên giường không có tay không. Thành ra công danh phú quý nó chung cuộc lại nó trở thành là giấc mộng chiêm bao chứ không có gì tồn tại. Cho nên Đức Thầy khuyên mình chúng ta đừng có chạy theo danh lợi tình hoặc là tứ đổ tường, nó tủ sắc tài khí thì nó cũng nằm trong cái nhóm là danh. Vậy thì tới cái câu chót đó, kỳ cá miên quy thố nhất kỳ. Cái câu này không có bản, mình không có viết được, thì trong cái câu chót hết đó có hai chữ kỳ. Kỳ cá miên quy, chữ kỳ đầu tiên đó là muốn nói là thời giờ, muốn nói là thời gian sắp hết. Cũng như anh hai nãy trình bày đó, 25 là sắp hết trong cái tháng, mà tháng 11 là sắp hết trong năm. Như thì chữ kỳ đây cũng muốn nói thời gian sắp hết. Chỗ Đức Thầy nó trời quá buổi chinh chinh vừa xế đó,
giờ ít lâu cũng lặng về Tây, lúc quỳnh hôn đèn chí soi đầy, tìm nẻo thẳng đi về cực lạc. Thì nhưng như giờ này giờ đã xế rồi, sắp sửa lặng rồi, thì mình phải tìm nẻo thẳng đi về cực lạc là gì? Nẻo thẳng là đại đạo đây. Đang mà con đường này mới giải thoát về cực lạc mà thôi. Như vậy thì chữ kỳ đầu tiên là thời gian sắp hết, hạ nguyên này đã hết đời. Miên quy, chữ miên là dài, chữ quy là trở lại. Thời gian mình thấy dài, chứ còn khi mà trở lại lập đời là không có lâu gì. Cứ như mình nói từ hồi lũy kiếp, hay nói gần đây, mình nói gần đây buổi hạ nguyên 2000 năm đây mình nói cũng dài, nhưng mà khi trở lại lập đời đó, thì không có lâu. Miên quy thố nhất kỳ, thố là một cái thời gian như một cái bóng, chữ thố là muốn nói là thở, mà thở anh chỉ cho chăng là một cái bóng chăng sáng suốt, lộ xuống có chút xíu thôi. Cũng như trần gian này là u tối hết trơn đi, mà chăng mọc lên gọi xuống là cả thế gian đều sáng hết. Gọi là thố nhất kỳ, trong một lần một thôi, là thế gian hết u tối. Thì trở lại cái lập đời á, thì không có lâu. Thời gian thì mình hành đạo dài, chứ khi mà chứng đắc không có lâu, gọi là kỳ cá miên quy thố nhất kỳ. Mà đặc biệt chữ kỳ sau này nó có một cái nữa là kỳ này là lần. Có nghĩa là còn có lần này là chót thôi, gọi là đò chiều chiến chót. Cũng như hồi nãy anh hai nói đó, đây là kiếp chót của Đức Thầy. Mà mình cũng hết cuối rồi. Trong lý tăng nguyên thì thượng nguyên, trung nguyên, hạ nguyên, mình sống đây là hạ nguyên hạ rồi. Sắp hết cái hết mùa đông rồi, sắp sửa lại xuân, thì hết trong năm rồi. Như vậy thì lần này chỉ có một lần này nữa mà không lập tới thân đó, thì mình không còn có mặt ở đời làm dân Phật quốc, thì làm sao có dự được hội Long Hoa. Mà không có dự hội Long Hoa làm sao mình giảng sanh về Tây Phương được. Cho nên chỉ có một hội này gắng lập lấy thân. Nó chỉ có lần chót thôi, gọi là kỳ cá miên quy thố nhất kỳ. Thì thưa quý vị, đó là bốn câu trong bài không không. Chúng tôi cũng xin định lại từ ngữ và nói lên cái ý, cũng nhằm chốt lại với cái ý đại ý của anh hai trình bày qua hai câu giảng đã trên. Như vậy thì đại đạo giáo dân dân bất chi là cái đạo lớn của Đức Phật. Hôm nay Đức Thầy lấy đó dạy xuống cho chúng ta mà chúng ta không biết. Thì trong cái đại đạo đó, rồi Đức Thầy mới nói là công danh phú quý nó như tuồng giấc mộng chim bao mà thôi. Khuyên chúng ta bỏ, đừng có chạy theo danh lợi mà trở về lo con đường lập thân hành đạo. Lập thân hành đạo gian danh ư hậu thế dĩ hiển kỳ phụ mẫu hiếu chi trung giả. Trong đó chúng ta vừa lập thân tu hạnh mà vừa cứu vớt được cửu quyền, đàn đáp được ân tổ tiên và cha mẹ. Nói chung là tứ ân, mà Đức Thầy cho biết rằng tứ ân đã trả chẳng còn tội căn. Thưa quý vị, thì câu chót cuối cùng Đức Thầy cũng cho biết là kỳ cá miên quy thố nhất kỳ là còn có lần này nữa, lần cuối. Kiếp chót chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng thoát mê đồ dưới cuộc luân hồi, chỉ có cái cơ hội này chúng ta sẽ lập thân và chúng ta sẽ còn được dù họ Long Hoa, được tu được tắc đạo trong cái kiếp chót này đây. Đó thì đó giống như mà chúng ta đã hứng được giọt sương Đông Hạ như đề tài anh hai đã nói. Thôi thì chúng tôi cũng xin chứng minh qua bài này đến đây cũng xin được hết. Cuối cùng cũng xin chúc quý vị, thì chúng tôi cũng trình bày sự hiểu biết của mình, mong quý vị có hiểu thì chúng ta nhân đó để hiểu thêm, còn nếu có đi sơ sót thì mới bị bổ chính thêm. Cuối cùng cũng chúc cho đoàn đến đây các mạnh thường quân và chư quý đồng đạo được trong cái thềm năm mới được an khương thịnh vượng, và mọi sự đều được tốt đẹp, gia đình được hạnh phúc an vui, và chúng ta hành đạo một cách là thành công và viên mãn. Đến đây xin được hết lời. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa cùng toàn thể chư quý vị đồng đạo kính mến. Vừa qua thì anh Chính cũng trình bày qua hai câu giảng của Đức Thầy, là bài không không, bài nho quý vị. Nó không không là quý vị cũng đã biết rồi ha. Cho nên nó rất là thâm sâu quyền diệu đi vào cái chỗ không. Cho nên trong này nó cũng có một cái ý nghĩa, nó nằm trong cái bài của chú Năm, chú Hai nãy giải qua. Cho nên là đại đạo giáo dân dân bất tri, khai nang bạch thác đại hà thi, công danh phú quý trong quần mộng, chung quần mộng, kỳ cá muôn quai thố nhất kỳ. Cho nên là cái bốn câu thì anh Chính giải có hai câu thôi. Trong đây là nói cái nho giáo cũng là cái về cái chữ Hán rất là hay, mà trong đó rất là mỗi một cái chữ, một cái từ nó thôi, là mỗi một cái từ của nó là nó có sáu nghĩa quý vị, một chữ. Cho nên một cái ra sáu nghĩa, cho nên cái lời của văn của ông Phật rất là cao siêu quyền diệu. Thì anh Chính vừa qua cũng giảng giải qua hai câu giảng của thầy, nghe gắn gọn mà cũng rất là hay, đầy đủ ý nghĩa. Thì mà bây giờ chúng ta quan nghênh cho chú anh Chính một tràng vỗ tay ạ. Xin chân thành cảm ơn anh Chính, chúc cho anh được nhiều sức khỏe
và cái thân tâm thường an lạc, tu hành tinh tấn đến ngày viên mãn giải thoát và được thành tựu để cái trên bước đường truyền giáo của mình cho đến ngày viên mãn giải thoát và gặp sau này gặp tổ, gặp Phật, gặp thầy, hoặc là về dự hội Long Hoa đến ngày Đức Thầy trở gót. Nam Mô A Di Đà Phật.